Ngay xin trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà 4 tầng xây mới thuộc phường Đông Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này thì gần với trục đường quốc lộ 6, thuận tiện cho quý vị đi làm ở Hà Đông, Chương Mỹ, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Oai. Và với cái thiết kế của ngôi nhà này như thế nào? Căn nhà này thì ưu điểm lô góc, hai mặt thoáng, thoáng trước và thoáng bên cạnh đây quý vị. Đây, hướng nhà là hướng Tây Nam, diện tích 30m, thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Ngõ thực tế trước nhà được 2m2, cách đường ô tô đi lại khoảng tầm 100m. Thiết kế công năng sử dụng rất là hợp lý và mặt tiền quan này thì tương đối là rộng. Toàn bộ phần mặt tiền thì được chủ nhà là ốp gạch cho quý vị. Phần cửa chính thì thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm sinh pha. Và thiết kế căn nhà ra sao, mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể. Căn nhà này thì nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh đầy đủ tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, đi lại giao thông thuận tiện, vị trí hộ khẩu Hà Đông. Với tầng 1 của ngôi nhà, thiết kế công năng cho quý vị một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Đây là phần không gian phòng khách ạ. Diện tích của ngôi nhà 30m, thiết kế cho nên là nó không thể tối ưu công năng một phòng khách riêng, một phòng bếp riêng rồi là các thứ được, mà căn này thì chỉ là tối ưu công năng thôi quý vị nhé. Phù hợp với hộ gia đình mà khoảng tầm 2 đến 3 thế hệ ở là ok. Và với cái thiết kế toàn bộ phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, gạch lát nền là thiết kế màu trắng với hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Ngoài cái phần không gian phòng khách thì có phòng bếp của ngôi nhà thiết kế đầy đủ cho quý vị công năng. Chậu rửa, vòi rửa, phụ kiện bếp chất liệu inox 304. À, rất thoáng, rất đẹp. Và với cái căn nhà này thì xung quanh đầy đủ tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, đi lại giao thông thuận tiện. Hồ sơ điện, hồ sơ nước, thiết kế và lắp đặt đầy đủ theo đúng như hiện trạng của ngôi nhà này thì sáng mua chiều về ở được ngay quý vị nha. Đó, ngoài phòng khách, phòng bếp thì còn một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ với 4 cầu vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Mặt bậc của bậc cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế là đá đen cổ trắng. Tay vịn cầu thang thì thiết kế cho quý vị là gỗ. Và mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà này, xem công năng sử dụng 4 tầng ra sao. Và thiết kế tầng 2 của ngôi nhà công năng sử dụng cho quý vị như sau. Cầu thang đi lên, phòng vệ sinh thiết kế bên ngoài, phòng bếp thiết kế bên trong. Và mời quý vị theo em vào phòng vệ sinh. Với công năng phòng vệ sinh đây, cửa thông thoáng này, rồi trong phòng vệ sinh thì được lắp thiết bị vệ sinh đầy đủ về hệ thống sen cây này, bồn cầu, lavabo cho quý vị. Tất cả các cửa vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ phát. Và với cửa thông phòng thì thiết kế cho quý vị là cửa gỗ. Phòng ngủ thì ánh sáng ngập tràn tự nhiên, thông thoáng. Cửa sổ thì thiết kế cho quý vị hai lớp cửa. Đó, bên ngoài là cửa nhôm hệ và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa lắp đặt xong xuôi hết rồi cho quý vị. Đây là phần phòng ngủ ở phía tầng 2, tương đối rộng và thoáng. Đây. Và mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà nhé. Và tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế công năng sử dụng cho quý vị tương tự như tầng 2, cũng gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh thưa quý vị. Thiết kế nói chung là hợp lý, một căn nhà 4 tầng sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn, nhà xây mới, tất cả mọi thứ đều thiết kế rất là hiện đại. Đó. Quý vị nào đang tìm nhà Hà Đông, tìm nhà đúng với hướng Tây Nam thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này nhé. Đây là phòng vệ sinh. Nói chung là tầng 2, tầng 3 thiết kế giống nhau. Mời quý vị theo chân ngoài lên gặp tầng cuối cùng của ngôi nhà. Tầng 4 công năng thiết kế cho quý vị như sau. Ở tầng 4 thiết kế cho quý vị một phòng ngủ, một phòng thờ, một sân phơi. Đây là phần phòng ngủ ở tầng 4. Nói chung nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý. Nói chung thiết kế được tổng 3 phòng ngủ. Đây là phần phòng thờ. Đó. Và còn lại sân phơi. Đây.
tối ưu công năng thôi mọi người ạ. Còn nếu mà để tuyệt đối thì nó cũng khó. Mỗi người mỗi ý, mỗi nhà một cái nhu cầu sử dụng riêng. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể liên hệ trực tiếp Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà và chọn lựa cho gia đình mình một căn nhà mơ ước nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.